Nhiều thành phố của Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc biến thành bạo lực đang lan rộng khắp cả nước. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại ít nhất là 40 thành phố của Mỹ như là San Francisco, Denver, New York và thủ đô Washington DC. Thời gian giới nghiêm dao động trong khoảng từ 19 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Đây là nỗ lực nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng bạo lực và nạn cướp phá. Các cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát giết chết người Mỹ gốc Phi George Floyd đã diễn ra liên tiếp 4 đêm vừa qua, khiến cho nhiều người bị thương, hàng ngàn người bị bắt giữ và nhiều xe cảnh sát bị đám đông quá khích đốt cháy. Trước tình hình này, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ triển khai hàng ngàn binh sĩ và lực lượng hành pháp được vũ trang đầy đủ để ngăn chặn bạo lực ở thủ đô Washington, đồng thời cam kết thực hiện hành động tương tự ở các thành phố khác nếu nhà chức trách địa phương không thể giành lại quyền kiểm soát đường phố. Vâng, và cũng xung quanh câu chuyện nóng nhất tại nước Mỹ vào lúc này thì biên tập viên Kim Hoài sẽ có những phân tích sâu hơn về vấn đề này. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Hữu Trí. Vâng, đó là những hình ảnh mới được công bố, cho thấy thêm một góc nhìn về những gì đã xảy ra trong vụ cảnh sát Mỹ ghi gối lên cổ một công dân da màu có tên là George Floyd, bất chấp sự van xin khiến ông này tử vong. Từ vụ việc này thì nước Mỹ đang rơi vào làn sóng biểu tình, đập phá do cơn thịnh nộ với việc cảnh sát da trắng ngược đãi người da màu, vấn đề phân biệt chủng tộc vốn ăn sâu vào lòng nước Mỹ. Vâng, toàn bộ quá trình dẫn đến cái chết của Floyd chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút. Dựa trên các clip về hiện trường, lời kể của nhân chứng và hồ sơ của cảnh sát Mỹ, trong đó thì 8 phút và 46 giây là khoảng thời gian gây ám ảnh nhất khi viên cảnh sát giữ nguyên tư thế ghi gối đè lên gáy của Floyd, dẫn đến hậu quả vô cùng tàn khốc. Tôi không thở được. Câu nói cuối cùng của George Floyd trở thành thông điệp ám ảnh khắp nước Mỹ suốt những ngày qua. Nhưng đáng buồn là lời kêu cứu tuyệt vọng này cũng đã từng vang lên trước đó khi một công dân da màu khác có tên là Eric Garner cũng đã thiệt mạng dưới tay một cảnh sát da trắng tại New York vào năm 2014. Trường hợp của nạn nhân George Floyd thì hội tụ đầy đủ những yếu tố bất lợi nhất mà một người da màu ở Mỹ phải đối mặt. Người đàn ông này thì bị mất việc do dịch bệnh. George Floyd là người gốc Phi, không mang vũ khí nhưng bị khống chế thô bạo bởi cảnh sát. Điều này một lần nữa nhắc lại thực tế rằng sự phân biệt chủng tộc có hệ thống vẫn luôn tạo ra rủi ro tiềm tàng với những người Mỹ da màu. Và lúc này thì cái chết của George Floyd không đơn thuần chỉ là nguyên nhân khiến cho các cuộc biểu tình bùng phát. Nó đã là giọt nước tràn ly. Nước Mỹ đang trở nên vô cùng nhạy cảm vào chính lúc này. Tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng về kinh tế, y tế, những hệ lụy gián tiếp của dịch Covid-19. Đài NPR thì nhận định đại dịch đã khiến người ta rơi vào nỗi sợ hãi nhanh hơn và phơi bày những bất bình đẳng xã hội đang sát muối vào cộng đồng da màu. Theo tờ Người Bảo vệ The Guardian của Anh thì tỷ lệ người da màu tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lớn hơn gấp 3 lần so với cộng đồng da trắng. Nguyên nhân là bởi người da màu thường khó có thể thực hiện giãn cách xã hội do phải mưu sinh, tỷ lệ thất nghiệp thì cao và mức thu nhập dưới trung bình khiến họ không thể tiếp cận bảo hiểm y tế. Thời báo New York thì ví nước Mỹ hiện tại giống như thùng thuốc súng tích tụ khi cùng lúc bị giằng xé giữa khủng hoảng kép, dịch bệnh và các cuộc bạo loạn. Vâng, cùng lúc này thì tình trạng cố ý đập phá, cướp bóc và hôi của đã diễn ra ở nhiều nơi, đang đe dọa những nỗ lực lên tiếng vì cộng đồng người da màu bị xóa nhòa. Không chỉ các cửa hàng lớn như Walmart, Target hay Apple bị tràn vào cướp phá đồ đạc, các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng đang tuyệt vọng cầu xin nhóm người kích động dừng việc phá hoại, khiến họ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Những hành vi này còn đe dọa đổ thêm dầu vào lửa, khắc sâu những rạn nứt khi bản thân cộng đồng người da màu đang mang tiếng xấu là dẫn đầu cuộc đập phá. Trong lúc này thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông đã vài ngày giữ im lặng không phát biểu chính thức. Tờ Bưu điện Washington nhận định chính quyền ông Trump có thể đang chọn một chiến lược là trì hoãn phát biểu trong lúc tìm cách là giúp người dân hàn gắn. Dù thế thì những hành vi quá khích đều không phải là giải pháp cho những khủng hoảng như là vụ việc của George Floyd. Vì lẽ đó, một làn sóng khác đang lan tỏa với kỳ vọng sự ôn hòa có thể phần nào giúp lắng dịu cơn giận dữ tiêu cực. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy nhiều cảnh sát ở New York quỳ gối, dường như thể hiện sự chia sẻ và mong muốn được đoàn kết với những người Mỹ gốc Phi. Trong khi đó, những video khác lại cho thấy hàng ngàn người sát vai tạo thành hàng rào trước những cửa hàng ngăn chặn hành vi quá khích không chính đáng. Hay trong đám đông người biểu tình cũng có không ít người dân da trắng muốn chia sẻ sự bất bình. Vâng, tất nhiên nước Mỹ thì sẽ cần nhiều hơn những hành vi như thế để xoa dịu nỗi bất bình. Những vụ việc như là George Floyd một lần nữa nhắc nhở rằng vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn đang tồn tại âm ỉ tại nước Mỹ, cần phải được giải quyết một cách trực diện hơn để giấc mơ những người anh em da trắng và những người anh em da màu có thể chung sống hòa thuận, bình đẳng và công bằng của nhà hoạt động Martin Luther King 57 năm trước không chỉ mãi là giấc mơ.